Có chai nước ngọt trên bàn, hai bố con nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng, dặn lòng rằng chỉ uống một chút thôi nhưng mà vẫn không thực hiện được. Vì sợ mẹ phát hiện nên hai người đã nghĩ ra một cách, đó là lấy nước tương giả làm màu Coca. Khi mẹ đi chợ về thì chai nước quen thuộc ấy lại xuất hiện. Sợ bí mật bại lộ nên cũng cắn răng uống. Lúc cô con gái mang hai cái ly ra thì ông bố cạn lời: "Thôi dù sao cũng là người lớn, chịu thiệt một chút cũng được mà, đúng không bố yêu?"